Theo Bộ Y tế, hiện nay bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, với số ca mắc vẫn duy trì ở mức cao. Do sợ lây bệnh nên nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học từ nhiều ngày nay. Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 61.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có trên 100 trường hợp tử vong. Đặc biệt, trong 2 tháng trở lại đây, lượng người mắc bệnh ở mức rất cao, với trên 2.000 ca một tuần. Các trường hợp mắc và tử vong tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam, chiếm hơn 70% số ca mắc và trên 90% số ca tử vong của cả nước. Hiện nay theo kết quả xét nghiệm của các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur đã lấy các cái mẫu bệnh phẩm của các cái bệnh nhân làm huyết thanh, giải mã trình tự gen thì thấy rằng các cái chủng mà virus tay chân miệng lưu hành hiện nay thì vẫn là các cái chủng bình thường, không có các cái thay đổi. Đó là các cái chủng C4 và C5 là những cái chủng mà vẫn lưu hành trước đây ở nước ta. Tại miền Bắc đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở Hà Nội ngày 20 tháng 9. Đó là bé gái 3 tuổi học tại trường mẫu giáo số 5, phường Ngọc Hà. Do quá lo lắng, hầu hết phụ huynh đã cho con nghỉ học từ nhiều ngày nay. Hiện sĩ số toàn trường chỉ chưa đầy 100 trên tổng số gần 500 học sinh. Các cô giáo vẫn tiếp tục làm vệ sinh, khử khuẩn tất cả các đồ dùng, đồ chơi, cũng như là đồ dùng của các cháu, buồng lớp, tất cả các công trình vệ sinh, lau bằng Clomin B từ cái chân bàn, chân ghế để cho đảm bảo cái vệ sinh khi các cháu quay trở lại trường học sạch sẽ. Sở Y tế Hà Nội cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị y tế giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch tay chân miệng trên địa bàn thành phố, kịp thời xử lý triệt để khi có ổ dịch xuất hiện. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng và trường học. Chúng tôi cũng đã rà soát lại các yếu tố vệ sinh ở trong nhà trường để đảm bảo phục vụ các cháu được tốt nhất. Thì với nhà trường thì cái nhiệm vụ mà vệ sinh cho trẻ về tay chân cũng như là vệ sinh cá nhân chung cho trẻ thì cũng đã được các cô giáo đặt lên hàng đầu. Đối với tôi là có gia đình có cháu nhỏ, cái chuyện là bình thường, chả vấn đề gì. Bởi vì cái bệnh nó không có gì đáng ghê gớm. Một khi đã hiểu biết rồi thì chả vấn đề gì ghê gớm. Theo các chuyên gia, tay chân miệng là bệnh lý lây nhiễm do virus. Hầu hết bệnh có thể điều trị tại nhà và tự khỏi sau 5 đến 7 ngày. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ 0,2 đến 0,5% mắc bệnh ở thể nặng. Vì vậy, việc cho học sinh nghỉ học không phải là giải pháp tốt nhất. Như vậy các bậc phụ huynh là không nên quá lo lắng, cứ giữ các cháu ở nhà theo dõi điều trị, mà theo dõi chặt chẽ các cháu. Thứ nhất là phải tăng cường các cái dinh dưỡng để các cháu có cái tăng cường cái miễn dịch để tự đề kháng lại cơ thể. Và theo dõi chặt chẽ nếu các cháu có các cái một trong các cái dấu hiệu sau: cháu nó sốt cao kéo dài hơn 2 ngày và cháu có các triệu chứng là giật mình, rung giật cơ. Đấy là các cái triệu chứng đó cần phải mang ngay đến cơ sở y tế để khám điều trị. Tiến sĩ Dương cũng cho biết, khi chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu, thì việc nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ, người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tay chân miệng là rất quan trọng. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội nước này đã bắn hàng nghìn quả đạn pháo trong khuôn khổ cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên Hoàng Hải. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong 2 giờ tập trận, quân đội nước này đã bắn đi hơn 5.000 loạt đạn pháo tự hành K9, cối Vulcan cùng nhiều loại pháo khác tại khu vực phía nam đảo Bang Dương và phía đông nam đảo Dương Piêng. Hãng tin Yonhap dẫn lời một sĩ quan quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển, đồng thời cải thiện kỹ năng bắn pháo của lực lượng lính thủy đánh bộ. Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra bên lề cuộc diễn tập thường kỳ và các quan chức thuộc Ủy ban Đình chiến Quân sự Liên Hợp Quốc cũng đã chứng kiến cuộc diễn tập lần này. Trước đó, quân đội Hàn Quốc đã thông báo tọa độ trong phạm vi diễn ra cuộc tập trận và cảnh báo người dân sống trên 5 hòn đảo gần đường ranh giới liên triều trên Hoàng Hải. Trong năm nay, Hàn Quốc từng 2 lần tập trận bắn đạn thật trên biển vào tháng 3 và tháng 5. Thủ tướng Thái Lan Jin Luk Sinvat vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Myanmar nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Jin Luk tới nước láng giềng Myanmar sau khi nhậm chức thủ tướng.
Phát biểu với báo giới sau khi về tới thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Dinglut Sinvat khẳng định chuyến thăm đã thành công tốt đẹp. Bà Dinglut cho biết, trong chuyến thăm lần này, bà đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà U Thein Sein và các nhà lãnh đạo chính phủ nước chủ nhà tại thủ đô hành chính Naypyidaw của Myanmar. Hai bên đã thảo luận việc thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực nhằm chuẩn bị tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành vào năm 2015. Trong khi đó, ngày 6 tháng 10, báo chí Thái Lan đưa tin, trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Myanmar, bà Dinglut đã đề nghị Myanmar mở lại cửa khẩu Mizawadi Mesot trên biên giới với tỉnh Tak bị Myanmar đóng cửa từ tháng 7 năm 2010, đẩy nhanh kế hoạch phát triển cảng nước sâu Tavoy của Myanmar và hành lang công nghiệp nối tỉnh Tavoy với tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan. Hai bên cũng trao đổi việc tăng cường hợp tác phòng chống ma túy, vốn đang được cả hai chính phủ coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Theo số liệu thống kê, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar và cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai vào Myanmar với tổng vốn đầu tư đạt trên 9,5 tỷ đô la Mỹ trong 61 dự án. Dự kiến trong thời gian tới, Thủ tướng Dinglut Sinvat sẽ đến Malaysia, Singapore và Việt Nam trong khuôn khổ các chuyến thăm những thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sau khi lên nắm quyền tại Thái Lan. Tình hình chính trị tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi vẫn tiếp tục bất ổn. Tại Yemen, thế bế tắc trong cuộc đối đầu giữa chính phủ và phe đối lập vẫn kéo dài, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ áp đặt riêng các biện pháp trừng phạt Syria. Còn tại Ả Rập Xê Út đã bắt đầu xuất hiện các diễn biến bạo lực nghiêm trọng. Người đứng đầu lực lượng đối lập ở Yemen, ông Yassin Seyed Numan, hôm qua bày tỏ hy vọng Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh sẽ sớm ký thỏa thuận do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đề xuất nhằm giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay ở nước này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, người đứng đầu lực lượng đối lập ở Yemen, ông Yassin Seyed Numan cho biết Tổng thống Saleh đã trao quyền cho Phó Tổng thống ký thỏa thuận của GCC, song cho tới nay, thỏa thuận này vẫn chưa được ký thông qua. Theo ông Numan, phe đối lập vẫn hy vọng ông Saleh sẽ giữ cam kết giải quyết tình trạng bất ổn hiện nay ở Yemen. Chúng tôi sẽ gia tăng áp lực để ông Saleh ký thỏa thuận của GCC. Phe đối lập luôn tôn trọng hòa bình và đó là lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Các cuộc hội đàm về chuyển giao quyền lực ở Yemen cho tới nay vẫn bế tắc và hầu như chưa đạt được một bước đột phá đáng kể nào kể từ khi Tổng thống Saleh trở về nước này ngày 23 tháng 9. Phía chính phủ và lực lượng đối lập luôn đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc hiện nay trong các cuộc đàm phán. Về tình hình Syria, sau khi phương Tây không thể thông qua một nghị quyết trừng phạt nước này tại Hội đồng Bảo an, Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp riêng nhằm trừng phạt chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Phát biểu tại Nam Phi sau khi Trung Quốc và Nga phủ quyết một nghị quyết của Liên Hợp Quốc do phương Tây đệ trình nhằm trừng phạt Damas, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết sẽ có những hành động riêng. Tôi chưa rõ sẽ có nước nào trừng phạt Syria hay không. Tuy nhiên, việc phủ quyết ở Hội đồng Bảo an không thể ngăn cản chúng tôi thực thi các biện pháp trừng phạt Syria, điều rất cần thiết vào lúc này. Thủ tướng Erdogan cho biết ông sẽ thông báo gói biện pháp trừng phạt Syria sau chuyến thăm một trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày tới. Những động thái nói trên ngày càng làm quan hệ vốn thân thiện giữa Ankara và Damas trở nên xấu hơn kể từ sau các vụ trấn áp của chính quyền Damas nhằm vào những người biểu tình hồi tháng 3. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, các vụ đụng độ ở Syria tới nay đã khiến ít nhất 2.700 người thiệt mạng. Trong khi đó, tại Ả Rập Xê Út hôm qua xuất hiện những đoạn video clip trên các phương tiện truyền thông về những cuộc biểu tình và đụng độ ở tỉnh Qatif thuộc phía đông Ả Rập Xê Út. Các đoạn video clip cho thấy những cuộc biểu tình diễn ra trên các đường phố từ ngày 3 tháng 10. Người ta cũng nghe thấy những tiếng súng trong các đoạn clip này. Theo cảnh sát Ả Rập Xê Út, các cuộc đụng độ ở tỉnh phía đông nhiều dầu mỏ này đã khiến 14 người bị thương, trong đó có 11 cảnh sát. Riyadh đã cáo buộc các thế lực nước ngoài gây ra tình trạng bất ổn hiện nay. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai gây tổn hại cho an ninh đất nước. Sau đây là một số tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 6 tháng 10, lực lượng bảo vệ bờ biển New Zealand cho biết một tàu container có tên Rena mang cờ Liberia bị mắc kẹt tại một bãi đá ngầm ngoài khơi đảo Bắc của New Zealand gây sự cố tràn dầu dọc 2 km bờ biển. Tàu Rena nặng 47.000 tấn đã va vào bãi đá ngầm Astrolabe cách vùng biển ngoài khơi thành phố Tauranga khoảng 22 km vào tối ngày 5 tháng 10 và bắt đầu rò rỉ dầu ra biển. Một máy bay giám sát trên không phát hiện vết dầu rỉ trải dài từ 1.500 m đến 2.000 m. Hiện chưa xác định có bao nhiêu dầu trong tổng số 1.700 tấn dầu nặng trên tàu bị rò rỉ ra biển. Không ai trong số 25 thủy thủ trên tàu bị thương. Nguyên nhân tàu bị mắc kẹt đang được điều tra.
Mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở đất vùi lấp đoạn quốc lộ 237 ở huyện Ilikazak thuộc khu tự trị Tân Cương miền Tây Bắc Trung Quốc. Mưa lớn trong nhiều ngày đã làm sói lở phần đất đá phía trên đỉnh núi Gusun thuộc huyện tự trị Quapka Sibe, khiến một lượng lớn đất đá lăn xuống phủ kín 150m đường quốc lộ. Sau lở đất, núi Gusun xuất hiện nhiều vết rạn nứt và trở nên đặc biệt nguy hiểm. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, nhưng đoạn đường cao tốc sẽ chưa thể lưu thông trong nhiều ngày tới. Để ngăn chặn ngọn núi tiếp tục sạt lở gây thiệt hại về người và của, chính quyền địa phương đã quyết định sẽ cho nổ núi để khai thông đường cao tốc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông Tấn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.